Chào mừng các bạn đến với chống diễn biến hòa bình, các bạn thân mến. Chúng ta cần lên tiếng để chuyển tiếng nói, ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân đến với Quốc hội, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, chung tay bảo vệ lịch sử, bảo vệ tương lai của đất nước chế độ. Chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết cử tri cả nước hãy lên tiếng, bài viết của Tuệ Phong. Sắp tới trong các đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội đại biểu hội đồng nhân dân mong các cô bác anh chị hãy thể hiện sự không đồng tình nếu có với việc bộ giáo dục và đào tạo đưa môn lịch sử vào nhóm môn tự chọn tại bậc trung học phổ thông thể hiện sự băn khoăn lo lắng nếu có về lập trường tư tưởng chính trị của ông nguyễn minh thuyết tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông mới ông thuyết là một trong số những nhân vật cốt cán trong nhóm 72 mươi hai người kiến nghị đòi xóa bỏ điều 4 hiến pháp, đòi cải tổ chính trị theo hướng đa nguyên đa đảng. Đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo giải trình về quy trình ban hành quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Thuyết vào vị trí tổng chủ biên. Kiến nghị Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh lại chương trình giáo dục, đưa môn lịch sử vào nhóm môn bắt buộc ở bậc trung học phổ thông, đồng thời ra soát kỹ lại nội dung chất lượng sách giáo khoa môn lịch sử ở các bậc học đã đúng đường lối chủ trương của đảng chưa đã đảm bảo đầy đủ nội dung ý nghĩa các sự kiện lịch sử chưa nhất là cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược và kháng chiến chống mỹ cứu nước chúng ta cần lên tiếng để chuyển tiếng nói ý chí nguyện vọng chính đáng của nhân dân đến với quốc hội cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất chung tay bảo vệ lịch sử bảo vệ tương lai của đất nước chế độ